Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính Bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 23 tháng 6, tại lễ ký kết tái khởi động đô thị sinh thái thông minh Aqua City giữa Novaland cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank và các đối tác nhà thầu, các bên ký kết đã hợp tác để tái khởi động, tiếp tục triển khai thi công dự án. Theo thỏa thuận, VPBank sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chủ đầu tư và các nhà thầu để tiếp tục thi công khu River Park 2 và hai phân khu thuộc đảo Phượng Hoàng, Phoenix với đầy đủ điều kiện pháp lý. Aqua City từng được sở hữu bởi Bùi Thanh Nhơn, kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ để thí điểm tháo gỡ khó khăn. Ông Nhơn khi đó cho biết đây là dự án sống còn của Novaland trong thời điểm hiện nay. Nếu dự án này được tháo gỡ sẽ là đầu mối tháo gỡ toàn bộ các khó khăn của Novaland để doanh nghiệp hoàn thiện dự án, thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu ngân hàng. Sau đó, đến cuối tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị làm việc trực tiếp với ông Bùi Thanh Nhơn liên quan đến dự án Aqua City. Aqua City nằm ở phía đông thành phố Hồ Chí Minh do tập đoàn Novaland đầu tư và phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thông minh trên quy mô 1.000 hectare cùng lợi thế sông nước bao bọc. Dự án dành 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh. Tập đoàn kỳ vọng nơi đây không chỉ là không gian sống sinh thái lý tưởng hàng đầu khu vực mà còn là điểm đến vui chơi giải trí hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Dự án có các diện tích tổng hợp như quảng trường, bến du thuyền Aqua Marina, trung tâm thể thao Aqua Sports Center, chuỗi Clubhouse, trung tâm an ninh Aqua Security Center. Bên cạnh đó, tại đây có sự xuất hiện của các thương hiệu trải rộng từ lĩnh vực ẩm thực, giải trí, thể thao đến chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và mua sắm như Novamore, Nova Supermarket, 8 Seconds, siêu thị nội thất và trang trí Bea, các nhà hàng như Dynatis House, Hong Kong Dim Sum and Hotpot, Lẩu Tứ Xuyên Spy World Hotpot, Seore BBQ, Findeli, Gloria Jean's Coffees, Baskin Robbins, Sinh Phu Tăng, về giải trí có Cine World, Kidsport của Eon Fantasy, chăm sóc sức khỏe có City Gym, City Spa. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vừa được tổ chức, ông Nâng Tết Dâu, Tổng Giám đốc Novaland cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, từ cuối năm 2022, Novaland đã phối hợp với các đối tác chuyên nghiệp, uy tín, các chuyên gia trong nước và các đơn vị tư vấn hàng đầu như YKVN, Deloitte, EY Parthenon, KPMG để nỗ lực thực hiện tái cấu trúc toàn diện với những kế hoạch cụ thể, giãn hoàn, bán tài sản giảm nợ, chuyển nợ thành cổ phần, thành tài sản, kiểm soát nguồn tiền. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, doanh thu chưa ghi nhận của Novaland đạt hơn 251.000 tỷ đồng, đến từ các dự án đã bàn giao, đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý và các dự án Novaland đang là chủ đầu tư và đang hợp tác phát triển. Giai đoạn 2024 đến 2025, công ty dự kiến triển khai thêm hai dự án bất động sản đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và một dự án đô thị vệ tinh lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Riêng trong năm nay, công ty cũng đề ra những kế hoạch cụ thể về hoạt động phát triển xây dựng dự án, sắp xếp lại ưu tiên cho những công trình hoàn thiện để tiếp tục bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Chọn những dự án tốt có khả năng thanh khoản cao để nhanh các bước hoàn thiện pháp lý để kịp thời đáp ứng khi thị trường hồi phục. Ngoài ra, Novaland cũng đang tiếp tục rà soát các quỹ đất, thoái vốn các quỹ đất chưa được ưu tiên phát triển để giảm nợ và thương lượng. Đàm phán thu xếp vốn cổ đông cho các dự án sẽ phát triển trong thời gian tới. Tính đến ngày 31 tháng 3, Novaland đã giảm 9.000 tỷ đồng nợ vay so với thời điểm 30 tháng 9 năm 2022. Và dư nợ trái phiếu bán lẻ còn lại của 2023 chỉ hơn 6.000 tỷ đồng, Tổng Giám đốc Novaland cho biết thêm. Ngày 14 tháng 6, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, Novaland, NVL vừa điểm tin tình hình bất động sản của tập đoàn. Theo đó, Novaland cho biết sau một loạt quyết sách của chính phủ, sự chung tay, đồng hành và nỗ lực của các bên vì mục tiêu hồi phục, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững, nhiều dự án bất động sản mang giá trị thực được tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện. Trong tháng 4 đến tháng 5 2023, nhiều dự án trọng điểm của Novaland cũng đã được tái khởi động, triển khai thi công hoàn thiện. Trong đó có nhiều dự án tại trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh như Victoria Village, phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Palm City, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, Sunrise Riverside, khu Nam Sài Gòn, The Grand Manhattan, quận Nhất. Ngày 22 tháng 6 tới, Novaland sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu 9.531 tỷ đồng doanh thu và 214 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm gần 15% và hơn 90% so với thực hiện năm 2022. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong 8 năm qua kể từ khi doanh nghiệp bất động sản này niêm yết năm 2016.
năm nay, Novaland cho biết sẽ tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện, bao gồm nhưng không giới hạn 15 dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu, gồm The Grand Manhattan, Victoria Village, Palm Bay, Sunrise Riverside, Novaworld Phan Thiết, Novaworld Hồ Tràm, Aqua City. Về công tác bàn giao, Novaland dự kiến bàn giao 9 dự án tại 4 tỉnh thành trên, bao gồm nhưng không giới hạn như The Grand Manhattan, Sài Gòn Royal Residence, Palm Bay, Novaworld Phan Thiết, Novaworld Hồ Tràm, Aqua City. Về giao dịch và cơ cấu sở hữu hiện tại, Nova Group vừa đăng ký bán ra 136,4 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ, nghĩa vụ khác. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và hoặc thỏa thuận từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Nếu giao dịch thành công, Nova Group sẽ giảm sở hữu tại Novaland xuống còn 403,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,681%. Ngoài việc là cổ đông lớn, Nova Group còn tổ chức có liên quan đến ông Bùi Thành Nhân. Ông Nhân hiện đang trực tiếp nắm giữ gần 96,8 triệu cổ phiếu NVL, tỷ lệ 4,962%. Động thái đăng ký bán lượng lớn của Nova Group diễn ra ít ngày sau khi tổ chức này thông báo đã bán ra 14,4 triệu cổ phiếu NVL trên tổng số 69,6 triệu đơn vị đăng ký trước đó. Cùng thời điểm đó, một tổ chức khác liên quan đến ông Nhân là Diamond Properties cũng đã bán 4,5 triệu cổ phiếu trên 18,4 triệu đơn vị đăng ký. Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch được hai tổ chức trên đưa ra là do thay đổi thời gian giao dịch để phù hợp với kế hoạch cơ cấu nợ của công ty. Văn phòng Chính phủ vừa gửi công văn cho biết Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trực tiếp làm việc với ông Bùi Thành Nhân, Chủ tịch Tập đoàn Novaland và báo cáo lại việc này. Chỉ đạo này được Thủ tướng Chính phủ đưa ra sau khi nhận được công văn của Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đơn của Novaland Đồng Nai ngày 25 tháng 4 về việc đề nghị khẩn cấp tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tại tỉnh Đồng Nai. Trước đó, đầu tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án, trong đó có dự án của Novaland. Đề xuất của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho tỉnh lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Trong các dự án này có khu đô thị Aqua City 305 ha chủ đầu tư Novaland, ngoài ra còn có khu dân cư Long Hưng 227 ha chủ đầu tư Dona Co-op, khu đô thị Đồng Nai Waterfront 367 ha chủ đầu tư Nam Long. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định đây là thiếu sót của địa phương trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch trên cơ sở nội dung kết luận cuộc họp của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương để tỉnh lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa. Sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa được cấp thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng để thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu C4 làm cơ sở xem xét xử lý các vướng mắc của các dự án trong phân khu này. Dự án Aqua City từng được ông Bùi Thành Nhân kiến nghị trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ để làm dự án thí điểm cho tổ công tác của Thủ tướng cùng địa phương tháo gỡ khó khăn trong thời hạn 1 tháng. Tại hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản giữa tháng 2 năm nay, sau đó vào tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Liên Bộ Xây dựng, Tài nguyên Môi trường lập tổ công tác giải quyết vướng mắc các dự án của Novaland ở Đồng Nai và Bình Thuận. Vừa qua, Novaland công bố tái khởi động dự án Novaworld Phan Thiết Bình Thuận và Novaworld Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra, công ty cũng triển khai hoàn thiện khu dân cư phức hợp Victoria Village, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tái khởi động dự án The Grand Manhattan, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.